Em chào anh ạ. Thế nào rồi? Có mệt không? Sao không ở nhà nghỉ thêm mấy ngày nữa? Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay em đến là có chút việc riêng. Em muốn gặp sếp Sơn ạ. Sếp Sơn đi công tác mấy hôm nữa mới về. Thế có việc gì không? Dạ, vậy em đợi thêm mấy hôm nữa cũng được. Tình hình công việc dạo này thế nào rồi anh? Vẫn cứ vắt chân lên cổ thôi. Thế còn Vũ có bị hành hung? Chuyện đấy không có gì đâu anh ạ. Tôi cũng đã cho hỏi anh em dưới địa bàn, đang truy xét. Không cần đâu anh ạ. Chuyện không có gì mà. Anh em mình còn nhiều việc. Thôi, tôi đi xuống cơ sở đã. Dạ vâng. Nếu mà mệt ấy, thì cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nhé. Dạ. Nước đi. Em cảm ơn. Em sao đấy? Dạ. Nhìn em như người mất hồn ấy. Nhà có chuyện gì à? Không. Có gì đâu ạ. Chắc là lo cho chàng phát điên lên. Anh Hâm à? Không bao giờ nhá. Ai có thân, người ấy lo. Anh Tuấn khỏe như Vâm, em lo làm gì chứ. Này nhá, từ nãy đến giờ anh mới chỉ nói là chàng, em đâu có nói là chàng Tuấn đâu. Em đã bảo là anh đừng nhắc đến anh Tuấn nữa rồi mà. Em với anh Tuấn có liên quan gì đâu. Tại sao lại không liên quan đến anh? Anh lo anh hôm qua. Anh ổn rồi mà. Kiếm cớ để nghỉ ngơi vài hôm thôi. À, chú Sáng nói muốn gặp để cảm ơn anh. Hay là vụ hành hung này có liên quan gì hả anh? Không phải đâu. Anh mới gặp chú ấy. Chú ấy đang điều tra về mấy công ty ma đa cấp. Chúng nó dùng tiền mua chuộc chú ấy nhưng không được, nên muốn giật mặt lắm mà. Vân, Vân ơi, tỉnh lại đi em. Vân, Vân, Vân ơi, Vân ơi. Vân ơi. 20 năm trước kìa, anh cũng đã tìm cho kho lưu trữ của đơn vị nhưng không tìm thấy thông tin gì hữu ích. Chỉ có vài bài báo này. Xem qua đi. Cảnh sát thất bại trong việc giải cứu con tin, nạn nhân không qua khỏi. Nụ cười bí ẩn trước khi chết của người tình ông chủ công ty môi trường Việt An Xanh. Một
bà mẹ đơn thân bị giết hại dã man. Hai mươi năm trước thì thông tin mạng chưa nhiều, cũng hơi khó anh ạ. Nhưng mà em sẽ thử. Cậu từng nói có một nhóm hacker trên mạng mua bán những thông tin, kể cả những chuyện xảy ra trong quá khứ mà. Vâng, miễn là có tiền. Thông tin càng khó thì tiền phải trả càng cao. À, cái nhóm mà Long Khai order nước khoái từ đó ấy anh. Đến nốt à? Chuẩn luôn. Cậu thử bao giờ chưa? Thú thực với anh là em chưa. Em cũng đang mò. Nhưng mà nếu anh muốn, em sẽ dùng thông tin anh cần tìm để làm phép thử. Nhưng mà vụ này thì liên quan gì hả anh?